Tại tỉnh Lâm Đồng, các địa phương đã và đang triển khai các đợt ra quân, giải tỏa các điểm lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, nhưng vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm trong thời gian ngắn. Bởi ngoài những yếu tố khách quan, thì ý thức của các hộ kinh doanh xung quanh việc chấp hành các quy định của nhà nước vẫn là vấn đề quan trọng. Phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Đức Trọng. Qua các tuyến đường chính xung quanh chợ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, không khó để nhận thấy nhiều vỉa hè bị chiếm dụng làm chỗ bán hàng, đậu đổ phương tiện, đặt biển quảng cáo, bãi chứa rác, các loại vật liệu xây dựng và đồ dùng của người dân. Bất chấp những nỗ lực chấn chỉnh của các ngành chức năng, mọi thứ vẫn như cũ. Tại sao lại như thế? Bởi một bộ phận không nhỏ người dân vẫn bán đường để sinh sống bằng muôn ngàn nghề nghiệp khác nhau, từ sửa xe, bán nước giải khát, thức ăn, cho đến buôn bán đồ dùng tiện ích. Vì đây cũng là nguồn thu nhập chính của họ. Cái hoàn cảnh thì đương nhiên có cái là bây giờ nếu nói ra nó còn liên quan nhiều lắm. Mặc dù đã triển khai các giải pháp đồng bộ và quyết liệt để nhằm chấn chỉnh lại trật tự đô thị và trật tự vỉa hè trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa. Tuy nhiên đến thời điểm này, tình hình vi phạm về trật tự vỉa hè trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Vấn đề này đòi hỏi các ngành chức năng của huyện Đức Trọng cần có sự vào cuộc quyết liệt và xử lý dứt điểm để trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ. Xử lý vấn nạn lấn chiếm lòng lề đường bằng cách rượt đuổi, không cho phép buôn bán như hiện nay mà nhiều nơi đã làm, trên thực tế không mang lại hiệu quả như mong muốn. Và cũng không phải ngẫu nhiên khi lực lượng chức năng của huyện Đức Trọng đi khỏi là người buôn bán lại xuất hiện, tái lấn chiếm vỉa hè để tiếp tục kinh doanh. Ví dụ như ở cửa hàng này, hôm trước lực lượng chức năng nhắc nhở dọn dẹp gọn gàng, thì hôm sau và những ngày tiếp theo mọi thứ vẫn như cũ. Làm thì làm hết vậy thôi, chứ đâu có, nếu mà làm cho nó đúng theo cái lực thì mình phải làm cho nó gọn ghẽ lại hết. Lý giải của tiểu thương Nguyễn Thị Tư cho thấy, dù lực lượng chức năng huyện Đức Trọng đã triển khai các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động, xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang đường bộ, thu giữ, xử phạt các phương tiện giao thông đậu đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng đường, gây ách tắc giao thông. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, việc triển khai chưa đồng bộ, xử lý chưa nghiêm minh thì đâu lại vào đấy. Lòng lề đường tiếp tục diễn ra hiện tượng tái lấn chiếm. Thậm chí, nhiều người còn coi hành vi chiếm dụng vỉa hè là bình thường. Chợ Liên Nghĩa này các đồng chí cũng biết rồi, thì nó quá rộng mà cái lực lượng là quá mỏng, nên là đôi lúc làm thì công việc nó cũng rất là bề bộn, mình đuổi đầu này thì nó lại sang đầu nọ. Khi sau quân giải tỏa thì bà con rất là chấp hành, nhưng mà sau cái thời gian giải tỏa thì tại vì các đơn vị không thể bám trụ miết được ở chợ thì có cái sự tái lấn chiếm, thì ở đây là có cái phải đòi hỏi các sự phối hợp nhịp nhàng giữa ban lý chợ cũng như các ngành chức năng của huyện, sự chỉ đạo của ủy ban huyện, của công an huyện để mà tình hình trật tự ở chợ nó là tốt hơn, làm là giảm đơn thư khiếu nại cũng như là thắc mắc khiếu kiện của bà con tiểu thương. Đi sợ vợ vô mua đồ gấp kê liền, cho nên là em tạm thời em đỡ như vậy, cho nên là em cũng biết cái sai phạm của em, cho nên là em rút kinh nghiệm, lần sau là em sẽ đưa bãi đậu xe đàng hoàng. Lập lại trật tự vỉa hè cho người đi bộ, đảm bảo mỹ quan cho khu vực chợ Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng là điều rất cần thiết. Nhưng thực tế quá trình triển khai thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn. Theo người kinh doanh tại thị trấn Liên Nghĩa, một trong những cách giải quyết về lâu dài, trên cơ sở nghiên cứu, rà soát lại tình hình buôn bán của người dân và hoạt động giao thông vận tải trong khu vực, ngành chức năng nên quy định những địa điểm buôn bán cố định cho người dân. Cơ bản là nâng cao về cái nhận thức của người dân, tuyên truyền cho người dân hiểu được là cái việc lập lại cái trật tự đô thị là cái trách nhiệm của mọi người dân chứ không phải của một cơ quan hoặc là một đoàn thể nào. Trước hết là từ cái cấp ủy chính quyền rồi các cái tổ chức xã hội phải vận động bà con, và bản thân của chúng ta là phải làm gương chấp hành trước, và từ đó thì trở thành cái ý thức, trở thành cái nhân cách sống trong vấn đề đối với đô thị, đối với cái khu phố mà mình sinh sống thường ở trên đó, và bảo đảm được cái vấn đề kinh doanh của bà con, nhưng mà kinh doanh của bà con phải trên cơ sở là đảm bảo được cái đúng quy định của nhà nước, và kinh doanh nó thuận lợi trên vấn đề về môi trường, về vệ sinh,
Và về cái mỹ quan đô thị thì tôi tin rằng là chúng bà con sẽ chấp hành. Rõ ràng, việc kinh doanh mua bán lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường trên địa bàn chợ Liên Nghĩa vẫn là một câu chuyện chưa có hồi kết. Để trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ ở khu vực chợ Liên Nghĩa, đang rất cần có ý thức của cả cộng đồng dân cư, các đơn vị, doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong công tác lập lại trật tự và xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn, tránh để xảy ra tình trạng đánh trống bỏ dùi như hiện nay. Nắm chắc tình hình hoạt động, địa bàn hoạt động của các phương tiện cơi nới thùng trái phép, chở hàng quá khổ, quá tải trên địa bàn, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện, tập trung kiểm